Anh Huy xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hẹn hò cùng ngôi sao. Hẹn hò cùng ngôi sao do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 13h15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Kính thưa quý vị, Hẹn hò cùng ngôi sao chúng tôi tạo ra chương trình này nhằm trở thành cầu nối để kết nối các ngôi sao với các bạn fan của mình. Và ngày hôm nay, bạn fan nào sẽ trở thành người may mắn để có thể gặp gỡ thần tượng của mình trong chương trình Hẹn hò cùng ngôi sao? Hãy cùng gặp gỡ vị fan may mắn này nha. Xin mời. Em xin giới thiệu, em tên là Phạm Duy Hải, nghệ danh của em là Hải Vót. Em đến từ Thái Bình. Em thì có làm diễn viên, rồi là quay mấy cái clip hài. Những người mà Hải hâm mộ và yêu thích đó là ai? Đầu tiên là anh Sơn Tùng MTV. Sơn Tùng MTV gần nhà, em lên nhà anh suốt. Dạ, anh Sơn Tùng này, rồi là chú Trường Giang. Với lại anh diễn viên Quốc Khánh. Diễn viên Quốc Khánh là anh và con Khoa. Toàn anh, nam không? Sơn Nghị. Chưa thấy nữ? Dạ có, nữ có nhiều lắm. Nữ thì em thích chị Chi Bu, chị Châu Bùi, chị Lê Lộc. Anh diễn viên Quốc Khánh là anh và con Khoa. Toàn anh, nam không? Sơn Nghị. Chưa thấy nữ? Dạ có, nữ có nhiều lắm. Nữ thì em thích chị Chi Bu, chị Châu Bùi, chị Lê Lộc. Vừa mới nhắc là xuất hiện liền. Trời ơi. Hả? Anh đứng anh đang nhìn về Hải luôn mà em đi ra anh không biết luôn á. Hay không? Em biết thế nào Hải cũng nhắc tên em mà. Anh đang lo trong bụng, tại vì Hải là kể nàng nam không? Cái xong anh nói ủa, hôm nay mình nhớ là khách mời là nữ mà ta, sao không có nữ? Cuối cùng kể tiếp nữ, Chi Bu, rồi Châu Bùi. Vẫn chưa thấy tên em. Chưa thấy tên luôn. Em đợi Hải cái tên thứ ba mà không nói là tự em nói tên em ra luôn. Xô liền một cái đục. Xô liền đổ quê. Hay quá, mà nói nghe nè, chị thấy em rất là mê rất là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đúng không? Dạ. Thì em có thể chia sẻ cho mọi người biết là cái khả năng, năng khiếu nổi trội của em là gì không? Khả năng của em thì hát rap ạ. Mình có thể rap liền ngay bây giờ được không? Thế em bây giờ em rap chay một khúc nha. Là có chuẩn bị chưa? Rap trong đầu mà anh. Rap trong đầu ơi. Nhưng mà bây giờ nếu mà đã rap trong đầu rồi thì mình rap về thần tượng của mình ngày hôm nay đi, để mình tặng cho thần tượng của mình. Cái này khó. Không, thế vậy bây giờ em câu vào một ca khúc thôi. Rồi. Okay. Em hát bài Người Âm Phủ. Em hát bài Người Âm Phủ ạ. Hải Vót on the mic. Yeah. 3 giờ em còn chưa ngủ, tương tư về lòng biết bao nhiêu là cho đủ. Chẳng phải người âm phủ ngày ngủ đêm bay, nhưng mà lúc nào em cũng như thằng trên mây ấy. Hey. Tóc Lộc là suối, mắt Lộc là hồ, hey. Lộc là lắng để cho lòng này ngẩn ngơ. Chẳng phải là Tuấn Dũng. Anh cũng biết làm thơ vì giờ trong đầu anh còn thương với nhớ. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi là trời. Ủa gì vậy? Đâu, thì em ngưỡng mộ tình bạn của anh chị. Em theo dõi chị Lộc mà. Từ lúc em mới vào nghề em hâm mộ, ngưỡng mộ chị Lộc. Em nói là em mê chị Lê Lộc lắm. Em có thể kể lại cái khoảng thời gian mà lý do vì sao em lại mê chị Lê Lộc như vậy? Đó là em có theo dõi hiểu quá trình chị Lộc tham gia những hoạt động của sân khấu, với lại những cái chương trình chị Lộc tham gia. Đặc biệt là chương trình về tình yêu, em không ngại nhắc tên nhưng đợt đấy em cũng muốn xin tham gia lắm nhưng mà không được. Xong có anh Tuấn Dũng tham gia. Có cái nét buồn nhưng mà không được. Có anh Tuấn Dũng tham gia. Đợt em thế em ngưỡng mộ chị Lộc lắm. Dạ. Kiểu quý mến với anh chứ không phải là quý mến. Thật, em quý chị lắm. Ok, chị hiểu rồi, chị hiểu rồi. Giao đại với nhau nhiều quá mà chưa dành thời gian cho Lê Lộc chào quý vị khán giả thôi, bây giờ sẽ là thời gian của Lê Lộc. Dạ, lời đầu tiên Lê Lộc xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Hẹn hò cùng ngôi sao. Thật ra lúc mà chuẩn bị đi lên ghi hình á, thì em nghĩ trong đầu mình là ngày hôm nay lên đây chắc là sẽ có nhiều bạn. Nhưng mà em không ngờ là lên đây chỉ gặp có một mình Hải Vót thôi. Mà càng bất ngờ hơn nữa là tại vì Hải Vót là một người em lúc chung sân khấu với mình á, cũng khá là thân thiết rồi, cũng rất là quý em nữa. Tại vì biết là em có một cái sự gọi là nhiệt huyết với nghề ạ. Nhiệt huyết với mình nghề. Mà còn cái nữa là ngưỡng mộ Lê Lộc á. Quý chị. Nói chung là em có vẻ ăn ý với nhau. Dạ. Nên là cảm thấy rất là sung sức và hứng khởi cho cái ngày hôm nay ạ. Trong chương trình của chúng ta ở phần 1, các bạn sẽ có cơ hội để trả lời những câu hỏi, và những câu hỏi đó thì sao ạ? Sẽ liên quan đến đời sống cá nhân của Lê Lộc, và trắc nghiệm xem là bạn Hải Vót của chúng ta làm sao để có thể hiểu được thần tượng của mình như thế nào, hiểu về Lê Lộc như thế nào thông qua những câu hỏi mà chương trình đưa ra. Nếu như giành chiến thắng thì có cơ hội sẽ là đưa ra những yêu cầu cho Lê Lộc. Dạ. Làm những cái điều mà mình mong muốn. Dạ, em muốn nhiều điều lắm anh. Trời ơi. Dạ. Thôi em, mình biết đủ là biết bao nhiêu là đủ. Thôi vậy, hạnh phúc là mình khi mình biết đủ. Rồi. Chị thấy nãy giờ đủ rồi. Nãy giờ hành đủ rồi. Nhưng mà chưa đâu nha. Nếu như mình làm không tốt, mình hoàn thành không được, thì chắc chắn mình sẽ phải bị hành ngược lại. Là Lê Lộc sẽ bắt buộc em làm một cái điều mà Lê Lộc mong muốn. Thực sự là hôm nay là đến đây là được gặp chị Lộc, thực sự em rất là gọi là hạnh phúc ạ. Nên là em nguyện gọi là chết lại sống đi vì chị Lộc luôn. Vâng ạ. Và chúng ta không để cho mọi người phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng đến với cái phần đầu tiên và để xem là Hải hiểu như thế nào về diễn viên Lê Lộc của chúng ta. Trước khi đến với phần đó, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay bây giờ. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Ở vòng này, Hải sẽ phải bịt mắt lại và trên sân khấu sẽ có 5 món đồ vật. Lê Lộc sẽ kể câu chuyện thật liên quan đến những món đồ vật có trên bàn. Và sau khi kết thúc câu chuyện, Hải sẽ có 5 giây để đưa ra đáp án của mình. Nếu như mà Hải trả lời đúng 3 trên 5 câu trả lời thì Hải sẽ nhận được một đặc quyền mà Huy vừa nói lúc nãy. Đó chính là yêu cầu Lê Lộc làm một điều mà mình mong muốn. Và thêm một điều đặc biệt nữa, đó là qua mỗi câu trả lời, nếu như mà đúng từng câu thì Hải sẽ có cơ hội hỏi Lê Lộc một câu hỏi. Mà bắt buộc Lê Lộc sẽ phải trả lời thật. Trả lời thật anh. Thì để coi sao đã. Để coi thôi, đó là hỏi câu hỏi gì đúng không? Dạ đúng rồi. Ok, bây giờ Hải đã sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng rồi ạ. Vậy bây giờ thì trước hết chúng ta sẽ cùng nhau bịt mắt của Hải Vót lại để cho bạn ấy không thể nào nhìn được 5 món đồ vật trên sân khấu của chúng ta là gì. Xin mời ạ. Trên sân khấu của chúng ta là 5 món đồ vật. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được ạ. Em có thấy đâu. Lộc đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Xin mời Lê Lộc. Một cái người bạn này á là có thể giúp trai. Không, cái loại người bạn này á có khi làm đẹp mặt mình, có khi làm xấu mặt mình. Và bạn này đã có lần làm như vậy với chị. Cho em một cái thêm một gợi ý nữa nè. Dạ. Nằm ở vùng đầu. Rồi, hết câu chuyện chưa? Hết rồi ạ. Hết câu chuyện rồi và bây giờ Hải sẽ có 5 giây để đưa ra đáp án của mình. 5. Cái số anh phải không ạ? 3. Chưa phải ạ. 2. Cái một. Khuôn mặt trên. Hết giờ. Có phải cái đồ làm tóc không ạ? Cái đồ làm tóc nó có nhiều đồ lắm nha. Là cái lô uốn tóc phải không anh? Mạnh mẽ lên. Lô uốn tóc. Mạnh mẽ lên. Lô uốn tóc. Lô Văn Tông. Rất tiếc, không thể nào sai được. Xin chúc mừng. Hay quá. Và bây giờ sẽ đến với món đồ vật thứ hai. Xin mời Lê Lộc. Chị nghĩ là cái món đồ vật này á là nam cũng cần mà nữ cũng cần nữa. Em biết. Em có chốt đáp án luôn không? Không. Em biết rồi mà. Bây giờ Lê Lộc sẽ kể hết câu chuyện. Thật ra thì đối với mọi người thì chị Lộc không biết làm sao, nhưng mà đối với chị là nó là một kỷ niệm buồn á. Bởi vì á, không, chị nói thiệt đừng cười mỉm vậy cưng chị. Tại chị hay kiểu không thật với em. Có lần chị đi quay thì chị quay cái phân đoạn đó thì phải tắm xong mà phải bơi, phải diễn ở dưới nước nữa, làm cho mình rất là khó chịu. Ở dưới nước suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy, em biết khi mà từ dưới nước đi lên thì cái bộ đồ dính vô trong người mình, đúng không? Tại vì nó đang ướt mà. Dạ. Thì mà phải leo lên cái thành mà đất bùn xình lầy không mà. Trời ơi, nó làm cho chị một cái là chị mất mặt luôn á. Vâng ạ. Nó làm chị té. Xong rồi mình phải cần cái món đó để chị có thể bước lên được phía trên đất liền. Đây là một câu chuyện buồn, nhưng hãy đoán đi. Tôi nghĩ nó hết rồi đó. Hết chưa chị? Hết rồi chị. Hết rồi đó. Hơi chung nhỉ. Chị đang ở dưới nước xong chị bơi lên. Đúng rồi. Xong chị ngoi lên mặt hồ, làm chị mất mặt. Mất mặt lắm. Vậy là cái khăn. Chốt. Cái khăn. Đúng 100%. Em biết. Không có câu nào đúng hơn. Câu này không có giống câu kia. Câu chuyện buồn đối với em rồi đó. Đáp án của em là sai nha cưng nha. Đúng rồi. Yeah. Đây, mọi người có thể thấy nhưng mà em chưa thể thấy đâu. Chúc em thấy sao? Vậy là coi như ở câu hỏi thứ hai này thì Hải không trả lời được, cho nên là mất đi cái lượt hỏi. Bây giờ là hãy tiếp tục với món đồ thứ ba. Xin mời Lê Lộc. Hồi xưa chỉ có một cái anh bạn trai, ảnh thích nó nên là ảnh cứ gọi là tạo cái nguồn cảm hứng cho mình á. Ảnh hay ảnh hay gọi là đưa cho mình thử và khơi cái nguồn cảm hứng đó để cho có thể là mình cùng sở thích chung với ảnh. Anh đúng không chị? Mà lúc đầu chị thử á, chị buồn á, tại vì mình không thích mà tại sao người yêu mình lại ép mình vậy, chị buồn chị khóc. Nhưng mà chị thử nhiều lần chị thích. Chị thích xong chị có khóc không? Chị thích khóc luôn. Có nhiều thích vừa thích vừa khóc nữa. Em thích biết rồi. Cái nỗi khóc luôn. Còn gì nữa thôi, chị kể tiếp đi ạ. Chị nếu mà em biết rồi theo không, chị em giả vờ thôi, em giả vờ thôi, em giả vờ. Hết rồi đó. Bây giờ chúng ta có 5 giây để đưa ra. Hết rồi đó chị. Hết rồi. Hết rồi thật hả chị? Còn 3 giây. 2 1. Chốt đáp án đi ạ. Quả ớt. Lúc mới ăn khóc mà càng ăn càng khóc. Bây giờ bạn chỉ cần ném thử một tí thôi thì bạn sẽ biết được đây có phải đúng là ớt hay không. Dạ. Hả miền Tây à? Có cay không em? Cay không? Có vị gì không ạ? Cay một tí ạ. Như vậy là chúng ta đã trả lời được 2 đáp án đúng rồi. Bây giờ chỉ cần 1 nữa thôi. Nhưng mà để lấy câu hỏi thì chúng ta cần phải trả lời hết 5. Dạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của Lê Lộc. Chắc có thể Hải cũng từng trải qua, tức là mình có thể là mình mê chơi quá hay là mình gọi là mình không tập trung, mình lơ là quá thì chị đã gọi là chị không có chuẩn bị bài kỹ trước cho cái ngày hôm sau là chị Lộc bị kêu lên bảng trả bài luôn. Dạ. Mình mới cũng hơi run, cái mình đứng lên trước mặt cô như vậy, thầy cô như vậy để mình trả bài. Như nào? Em là cái người mang tâm lý là không thuộc bài rồi thì em mới nhờ bạn đầu bàn giúp. Thì cái bạn này nè thì mới mở cái sách đó ra ngay chỗ cái trang mà cô đang trả, hiểu không? Thì đưa lên lòn dưới bàn để đưa lên để cho em thấy như vậy. Hay lật ngược cái cuốn sách ngược lại. Đúng rồi để cho mà giống như là mình hay cái mình dòm vậy đó. Rồi. Cái mình dòm cái câu hỏi tới đâu cái mình trả lời tới đó. Đó cái món đồ mà chị đang đố em có liên quan tới vấn đề học tập. Cái này em thấy chị phân tích nghe nó ối dồi ôi thế kìa. Đó quá. Hỏi nhà. Hỏi nhà. Bây giờ Hải sẽ đưa đáp án của mình. Chữ ạ. Chốt không được, sao lại làm gì có món đồ chữ ở đây? Làm gì có chữ ở đây? Chữ cái hả cưng? Đúng thật con cưng. Nhá. Chữ ạ. Chữ là chắc chắn, chắc chắn luôn. Chốt ạ. Uy tín. Chốt. Chốt. Tôi sẽ cho bạn sờ. Sờ. Sách đúng không anh? Sách. Sách phải không ạ? Sách là cái trong đó có cái giấy. Nhưng mà cái giấy sao nó liên quan được hả chị? Ủa thì cuốn sách cũng làm bằng giấy vậy? Nhưng mà cái món đồ cuối cùng này tôi nghĩ là bạn có thể đoán được. Tôi hy vọng là Lê Lộc sẽ kể một câu chuyện nào đó nó gần gũi hơn. Nếu như mà là đồ vật này á thì chị sẽ không kể câu chuyện liên quan tới chị mà chị kể câu chuyện liên quan tới em trai chị. Em đi học hay bỏ sách ở trong trường mà đi học về nhà làm bài tập thì không có sách, không có tập thì làm sao mình làm đây? Cái lần trước á mình dặn rồi, lần sau đi học về là phải mang sách về, không được bỏ sách ở trong trường nữa. Nhưng lần sau em lại bỏ quên, không biết là em quên thật hay là em cố tình. Trong lúc đó thì trên bàn nó đang bày ra dụng cụ học tập này kia thì mình cũng gọi là hơi bị bức xúc á, thì mình cũng có lấy đồ mình giục, mình nói dẹp đi. Khi mà chị giục cái đồ vật đó ra thì nó bung hết các bộ phận nó ra rồi. Đó thì cái đồ vật là chị đang muốn đố em, đó là cái đồ vật mà chị quăng đi thì tất cả mọi thứ nó đều banh chành hết và em mình phải lụm lại và gắn từng bộ phận đó vô. Đó, câu chuyện quá hay, vỗ tay. Bột phát như thế này xong nó văng hết ra nhưng mà em chưa đoán được cụ thể đó là cái gì. Chúng ta còn 3 giây. Không anh chị Lộc đang phân tích đấy. Hết. Hết giờ rồi. Vỗ đáp án à? Dạ là cái bút phải không anh? Rồi bây giờ tôi đến 3 2 1 bạn mở mắt ra nha. 3 2 1. Cây bút còn cái gì nữa đó. Cây viết. Như vậy là bạn Hải Vót của chúng ta đã trả lời được 3 trên 5 đáp án đúng. Rồi bây giờ mình có cơ hội hỏi 3 câu hỏi và 1 yêu cầu Lê Lộc thực hiện. Thì Hải sẽ hỏi gì? Thực sự là em có theo dõi chị Lộc lâu rồi. Đến tận bây giờ ấy, em thấy chị Lộc kiểu có thay đổi nhiều luôn ấy. Thì em muốn hỏi chị Lộc là một câu là trong công việc ấy, chị thích gọi là sự có chuẩn bị trước hay là kiểu ứng biến thích ứng này kia? Thật sự là vậy nè. Cái nghề của mình á, nhiều khi ba anh em mình hôm nay lên đây cũng đâu biết trước là mình phải nói gì, phải kể cho nhau nghe chuyện gì. Tất cả là ngẫu hứng và thích nghi. Nhưng đối với chị, trong công việc của mình á, chị cần sự chuẩn bị thì nó sẽ có nhiều thời gian cho mình suy nghĩ, mình tập trung về nó hơn. Chứ còn thích ứng ngẫu hứng là như ngày hôm nay ba anh em mình nói chuyện với nhau, dạ, thì nó sẽ thật là đời và thật là tự nhiên. Thật ra thì với câu hỏi đó rất là hay, anh thấy được là cái sự chuẩn bị của mình á, khi mà đi làm á, nó rất là tốt, cần thiết, rất là cần luôn. Dạ. Một cái kinh nghiệm. Dạ, một cái kinh nghiệm. Tiếp theo, năm ngoái chị Lộc tập luyện rồi là dốc sức dành tận tâm cho một dự án ấy, nhưng mà kiểu như là chưa được như mình mong muốn ấy, thì không biết là chị Lộc nghĩ sao, tại đợt đấy thì em theo dõi Facebook chị Lộc thì em cũng thấy kiểu chị cũng không nhắc gì đến, cho nên là em kiểu em tò mò đến tận bây giờ. Đây tôi cũng đang tò mò, thực ra tôi cũng dạ đang... Đấy, thật ra cái dự án mà Hải Vót mới vừa nhắc tới đó là Lê Lộc được may mắn được lọt vào cái vòng training của một bộ phim điện ảnh. Khi mà em được nhận cái dự án đó thì lần đầu tiên em mới biết đến võ và em tập võ, nên là mình phải tập gấp 10, gấp 20 lần người ta nữa. Nên là em tạm gác hết mọi thứ qua một bên để em tập trung cho cái việc tập võ thôi. Mình có thể hiểu là các cader người ta đã tập luyện mỗi ngày để người ta có thể tham gia bộ phim, còn mình là diễn viên bình thường để tập võ rất là cực. Thì khi mà kết quả cuối cùng ra em không được chọn thì những người thân của em, những người xung quanh, thầy cô, bạn bè đều thắc mắc là trời ơi uổng quá, chắc Lộc này nó buồn lắm mà nó không nói thôi. Thấy lên Facebook ghi rất là lạc quan vui vẻ, nhưng mà thật sự em vui thì em vui vì những cái mà em nhận được. Tại vì làm nghệ thuật thì khán giả nè, tất cả mọi người đều mong chờ em ở một cái dự án, một cái sự thay đổi nào đó, chứ đâu có mong muốn mình một cái hình ảnh cũ hoài. Như vậy thì người ta cũng sẽ rất là nhàm chán. Chị cho chị một cái sự tự tin, sự thay đổi, và hơn hết nữa là cho chị một cái năng lượng tích cực. Nên chị thật sự là lúc đó chị vui là chị được học rất nhiều điều, chứ không phải là chị không được vai chính mà chị phải tự ti về bản thân mình. Chị muốn truyền cho em một cái năng lượng là nếu như em không làm được một cái vấn đề gì đó, hay là em thất bại ở một cái dự án nào đó, thì em cũng đừng buồn, bởi vì đó là một cái bài học cho em. Nhiều khi nhờ cái chỗ đó mà em sẽ đạt được cái bước tiếp theo. Nói sơ qua thì anh chắc là anh cũng biết một chút về cái vai diễn đó, nhưng mà mình nghĩ là mình cũng đã có được một cái khoảng thời gian, anh nghĩ là 3 tháng đó là nó cũng đã bầm dập và đấu tranh rất là nhiều. Sau 3 tháng đó là biết được kết quả rồi, là mọi thứ là ngưng, nhưng em vẫn tiếp tục, em tập võ đến thêm 1 năm luôn. Thật sự nó có rất là nhiều bài học cho mình, và em nghĩ là mình may mắn được biết đến nó, được gặp tiếp cận với nó, và đặc biệt là những cái người thầy, những cái người anh em mà dạy võ cho em á, rất là tâm huyết. Mặc dù là biết em không được nhận vai, nhưng em vẫn theo học, vẫn chỉ em rất nhiều điều. Nên là em nghĩ là em may mắn, em có được những cái bài học đó. Và đến thời điểm hiện tại thì mọi người vẫn nói chuyện với nhau bình thường luôn. Hàng ngày vẫn có một cái, tại vì có cái group chat thì hay nói chuyện, hay hỏi thăm nhau. Mọi người mang lại cái nguồn tích cực cho nhau, mặc dù là mình không gặp nhau, không hoạt động cho một cái dự án đó. Nói về diễn xuất thì mọi người không có bàn cãi về cái diễn xuất của Lê Lộc, mà bây giờ còn thêm võ thuật nữa. Thì hy vọng là trong thời gian sắp tới chúng ta có thể thấy được Lê Lộc là đánh đấm rồi những loại trên màn ảnh, đúng không? Dạ. Đúng không? Đó là một cái suy nghĩ rất là tích cực. Dạ. Thì bây giờ còn một câu hỏi cuối cùng, là câu hỏi này thì kiểu em hỏi thật tâm thôi, trong tâm em thôi. Sao cưng? Dạ. Thì em muốn hỏi một câu hỏi là đời tư hả? Hết giờ. Người yêu chị phải Tuấn Dũng không ạ? Trời ơi, trời ơi. Ủa gì kỳ vậy? Không, câu này hỏi thật lòng tình cảm, đại diện cho nhiều người. Khùng quá. Không trả lời đi chứ. Nhưng mà gì nè, dạ, em hỏi với mục đích gì? Thực sự em kiểu quan tâm chị, nên là em muốn biết cái người kiểu thương chị là ai, thế thôi ạ. Thực sự là em rất là ngưỡng mộ chị Lộc. Nếu mà chị Lộc trả lời được câu này thì em đỡ lo một phần nào đó. Thật ra là mình hoạt động nghệ thuật rất là nhiều rồi, cuộc sống gia đình của chị Lộc là cũng khá nhiều người biết rồi, nên chị muốn giữ một cái gì đó riêng tư cho mình. Dạ. Còn những người nào biết rồi thì ok, họ biết. Còn những người nào chưa biết thì từ từ họ sẽ biết. Dạ. Còn cái gì nữa thì đúng không? Còn nói tới như vậy rồi mà em còn hỏi tới nữa thì em cũng bó tay với em luôn. Em chắc chắn rồi. Em chắc chắn chưa? Chắc chắn rồi. Được. Chúc mừng chị. Em ai cũng hiểu chỉ một người không nói. Ai cũng hiểu chỉ một người không nói. Ừ. Thôi nhưng mà nãy giờ mình hỏi cũng có câu hỏi sâu lắng, cũng có câu hỏi về tình cảm, cũng có những câu hỏi vui. Thì bây giờ mình vẫn không quên được cái phần này. Em có nhớ phần gì không? Em nhớ ạ. Phần gì ạ? Gì vậy? Chị Lộc làm cho em một điều. Nãy giờ ngồi mệt quá, chị muốn làm một cái gì đó cho nó giãn gân, giãn cốt đi em. Dạo này em nhìn thấy kiểu chị Lộc nhìn kiểu đẹp hơn ngày xưa nhiều lắm ấy. Nhiều lắm ấy. Trời ơi. Thế là em muốn cũng có lý do mà. Em định bảo chị là hành động một tí, nhưng kiểu sợ mọi người ở đây ảnh hưởng này kia. Em muốn chị kiểu làm một bài yoga đi. Yoga. Chị ngồi thiền được không? Được không? Được không? Thiền sao được? Là bây giờ ngồi thiền hết chương trình luôn không? Không, một cái động tác là khò khò đi chị. Ok, để chị tặng cho một cái động tác nha. Tôi đang lo nè, tôi không biết là động tác yoga sẽ thực hiện là gì. Em đây. Ý. Wow. Wow. Trời. Hay vậy ta? Bất ngờ vậy. Trời. Chương trình hay thượng. Wow. Chương trình cái thảm yoga. Chương trình là chương trình điều em mơ ước hả? Rồi. Mới vừa nói cái nó có thảm vậy thì ta. Chà. Trời ơi. Nha. Rồi bây giờ mình làm động tác sao? Mình xoay hướng okay. Nào? Bây giờ anh ngồi đây có tiện không? Ai chắc không đâu. Qua ghế đi. Yeah. Được chưa? Ôi là vậy đó hả? Trời ơi. Khó lắm á. Khó em thấy mặt chị căng lắm, lần đầu tiên thấy chị không cười. Người ta đang tập trung mà ông Hải ông cứ mặt rất nham nhở. Không thấy. Đấy. Người ta đang tập trung, thật ra lúc đó Lê Lộc đang rất là tập trung. Và vừa rồi thì chúng ta đã vượt qua được cái phần thi đầu tiên mà phải nói là vượt qua thì nghe nó hơi nặng nề đúng không? Chứ thật ra là chúng ta lướt qua thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 của chương trình. Sẽ có một thử thách là hai người sẽ đối đầu với nhau, hay hai người sẽ cùng đối đầu với chương trình. Trước khi đến với thử thách đó chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao và chúng tôi sẽ quay trở lại, đừng chuyển kênh nha. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn hò cùng ngôi sao. Và chúng ta đang có mặt tại vòng 2 của chương trình ngày hôm nay. Hai người chơi của chúng ta sẽ trở thành một đội để cùng nhau vượt qua thử thách của chương trình. Và đây là luật chơi của chương trình. Xin mời. Người chơi đầu tiên sẽ đứng ở vị trí này với một chiếc vợt tennis. Chúng ta sẽ không dùng vợt tennis để chúng ta đánh bằng tay, mà chúng ta sẽ kẹp ở giữa hai chân như thế này. Và người chơi còn lại sẽ đứng ở vị trí bên đây, vị trí thứ hai, dùng những chiếc bóng tennis như thế này để ném cho người em ném thử cho anh Quýnh nha. Rồi. Chúng ta phải ném banh tưng lên một nhịp, một chạm. Đó. Rồi. Nói chung là mọi người thấy cái độ khó của trò chơi này rồi đúng không ạ? Trong khoảng thời gian 5 phút, nếu như chúng ta làm ngã được 5 chai nước màu sắc ở trên kia, chúng ta sẽ giành chiến thắng và cả hai sẽ nhận được những phần quà đến từ chương trình. Và bây giờ ai sẽ là người... Em chơi trước đi. Luân phiên nhau được đúng không anh? Được, khi nào mình mệt thì mình có thể thay đổi. Đã, cố gắng nhau. Rồi, Hải sẽ là người đánh bóng và Lê Lộc sẽ là người ném bóng. Và thời gian bắt đầu chơi. Còn nữa nhặt tắt rồi. Ngã quỷ luôn mọi người ơi. Trời ơi là. Cao lên, cao lên. Vâng ạ, và đây là phần thưởng dành cho hai bạn. Hãy uống hết những chai nước màu này đó. Nope. Hả? Thế đâu không được rồi. Thế là không được hả? Không. Được, được quá. Anh nói là anh nói đùa đi. Vâng ạ, anh đã nói đùa đấy. Vâng, xin chúc mừng cho Lê Lộc và Hải Vót đã vượt qua thời gian là 2 phút 20 giây, chưa đến 3 phút đã có thể hoàn thành xong phần thi của mình với 5 chai màu sắc đã bị đổ. Không biết là ngày hôm nay Hải Vót em đến với chương trình em cảm thấy thế nào khi mà được gặp gỡ Lê Lộc và mình đã có một cái khoảng thời gian cùng với nhau như thế này? Lâu lâu thì chị Lộc thì kiểu hay nhắn hay comment ở cố lên nhé, thì em nói chung thế em đã vui rồi, nói gì là đây kiểu chị em gặp nhau mà được như thế này thì em vui. Nói chung là cảm ơn em. Còn Lê Lộc thì như thế nào? Thật ra thì Lê Lộc chưa có tham gia chương trình nào mà với có thể gọi là người hâm mộ mình đi. Hôm nay được tham gia với Hải Vót, em chỉ chia sẻ những gì mà em đã từng trải qua thôi, và hy vọng rằng Hải sẽ có đủ niềm tin, đủ nghị lực để mình có thể vững bước trên con đường nghệ thuật, con đường mình đã chọn. Dạ, cảm ơn chị ạ. Em cũng có chuẩn bị một phần quà. Bây giờ Hải sẽ được nhận quà của Lê Lộc. Rồi, anh mời em. Ủa, thiệt luôn hả? Đúng rồi. Món quà này á, ai cũng có thể mua. Nhưng mà đối với chị, món quà này rất là quý. Bởi vì món quà này như là một chiếc chìa khóa đã mở cửa dung lượng trái tim của chị ra lớn hơn. Đây, cầm trước đi ha. Wow, rất ý nghĩa. Rồi, và cũng chia sẻ với em, bật mí với em luôn là nhờ cuốn sách này mà chị thay đổi được suy nghĩ của mình. Dạ, cảm ơn chị ạ. Có người yêu luôn. Làm sao là có người yêu luôn? Có đúng luôn. Em đầu xong đi em sẽ tìm được người yêu của mình. Dạ, có người yêu luôn. Cái đó là quà của Lê Lộc dành cho người chiến thắng, một người đồng hành với mình thôi. Dạ. Còn riêng hai bạn vẫn sẽ có quà. Wow. Từ chương trình. Từ chương trình. Wow. Chưa nói hết mà. Trời ơi. Bây giờ có nhận quà không? Nhận chứ. Xin mời những phần quà của chương trình. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher đến từ Tasty Kitchen dành tặng cho Lê Lộc. Wow. Dành tặng cho em. Wow. Cảm ơn. Bạn có thể dùng để giúp cho mình giải tỏa căng thẳng khi mà mình buồn. Mình có thể dùng voucher này để đặt những món ăn rất là ngon. Và cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao của chúng tôi. Và cảm ơn Lê Lộc và Hải Vót đã đến với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau lúc 13h15 trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại mọi người vào Chủ nhật tuần sau. Buổi ngày hôm nay khiến cho Lê Lộc và Hải Vót có một cái tình cảm gì đó, hai chị em gắn kết với nhau nhiều hơn, hiểu nhau về nhiều hơn. Để mà nói ba từ dành cho chị Lộc, em xin nói ba từ là đẹp, vui, khỏe ạ. Ba từ nói về Hải Vót ngày hôm nay thì Lê Lộc dành là thật thà thiết.